Ngay khi người ta phát hiện một sự thật thú vị rằng hai người con trai cả của Ronaldo và Messi có cùng khoảng cách ngày sinh giống y chang hai người bố của mình là 849 ngày, đã không ít người nghĩ rằng một cuộc đối đầu thú vị kéo dài hơn một thập kỷ này sẽ được tiếp nối bởi thế hệ con cháu. Và cuộc chạm trán đó có lẽ phần nào đã trở thành sự thật khi con trai cả của Ronaldo đang cho thấy những bước đi vô cùng vững chãi trên hành trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Có lẽ sự nghiêm túc trong cách sinh hoạt cũng như lối sống của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã phần nào ảnh hưởng đến đứa con sinh năm 2010. Trong khi đó, Thiago Messi có phần trầm tính hơn và tỏ ra kém nổi bật so với người bạn là Ronaldo Jr. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ trầm tính của cậu cả nhà Messi, người em trai của cậu, Matteo, người có cùng tên với con trai thứ hai của Ronaldo, dù chưa hề thể hiện tài năng của mình về trái bóng, nhưng luôn biết cách gây sự chú ý với truyền thông bởi sự lém lỉnh, hài hước và hồn nhiên của cậu. Matteo còn được mệnh danh là vừa muối của cả nhà. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị về cậu con trai thứ hai của nhà Messi. Matteo Messi Roccuzzo sinh vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 ở thành phố Barcelona. Cậu nhóc chính là con trai thứ hai trong gia đình ba người con trai của Messi. Người anh cả là Thiago và cậu út là Ciro, được sinh vào ngày 10 tháng 3 năm 2018. Dù bố của Matteo là một người rất trầm tính, ít khi nào bộc lộ cảm xúc của mình trước truyền thông, điều này cũng được phần nào thể hiện qua người con cả Thiago. Cậu cả nhà Messi cũng được ống kính truyền thông bắt gặp không ít lần. Thế nhưng, cậu nhóc tỏ ra khá ngại ngùng và thường chọn cách quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, khác với anh hai của mình, cậu ba Matteo lại thể hiện sự khấu khỉnh và đáng yêu của mình trước ống kính. Sự năng động và nhí nhảnh của chàng siêu quậy sinh năm 2015 đã khiến gia đình Messi nhận được sự chú ý hơn. Một tinh thần khoái cà khịa bẩm sinh. Từ những tháng ngày đầu tiên xem bóng đá, có những lần đến sân xem trực tiếp, xem bố mình thi đấu, Matteo đã lập tức thể hiện sự hâm mộ của mình đối với câu lạc bộ Real Madrid. Đã không ít lần, Messi chia sẻ trên truyền hình rằng Matteo là đứa duy nhất trong nhà thấy vui khi bố của nó thua trận, và nó càng vui hơn nếu như Barcelona của bố nó bị Real Madrid đánh bại. Thậm chí, trong trận đấu giữa Barcelona và Real Betis mùa 2019-2020, Messi không thể ra sân vì gặp phải chấn thương. Vì thế, anh cùng với hai cậu nhóc Thiago và Matteo đến sân để cổ vũ cho đội chủ nhà. Đi cùng với ba cha con nhà Messi còn là người bạn thân Luis Suarez. Và tại đây, các khán giả đã có một phen dở khóc dở cười với cậu nhóc Matteo. Khi Betis ghi bàn thắng vào lưới của Barcelona, thay vì thể hiện sự buồn bã như cha và anh trai của mình đang làm, Matteo là nhảy cẩn lên, ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Và đương nhiên là hành động đưa hai tay ra phía trước này không thể lọt ra ngoài các ống kính truyền hình, khiến cho các cu lê cũng không biết nên vui hay nên buồn vì sự khấu khỉnh của cậu nhóc. Ngay cả Suarez cũng vô cùng bất ngờ khi thấy màn ăn mừng của Matteo, và anh cũng chỉ biết cười trừ. Không dừng lại ở đó, Matteo chính là thành viên duy nhất trong nhà mà cả Messi cùng với cô vợ Antonella than thở trên truyền thông. Thiago và Matteo thực sự rất khác nhau. Thiago là một thằng bé rất ngoan và có tài năng thiên phú về bóng đá. Nhưng Matteo thì hoàn toàn trái ngược. Một nỗi rắc rối thật sự. Thằng nhóc rất thích những cuộc đối đầu, ngay cả trong những việc đơn giản thường ngày, như ăn cơm thi với nhau, đi tắm thi với nhau. Mỗi khi chúng tôi đi lên cầu thang, thằng bé cũng luôn tìm cách là người lên trước đầu tiên. Và đương nhiên là không quên quay lại nhìn tất cả chúng tôi với một vẻ mặt đắc thắng. Đôi khi xem bóng đá trên TV, Matteo tỏ ra rất phấn khích khi mà câu lạc bộ yêu thích của cậu là Real Madrid ghi bàn. Điều này đương nhiên làm cho tôi và cả Thiago cảm thấy khó chịu. Thậm chí đã có không ít lần Thiago còn thể hiện sự khó chịu ra mặt vì những hành động của cậu em. Nhưng càng khó chịu thì Matteo lại càng ăn mừng mạnh hơn. Có một lần cả ba chúng tôi tập đá bóng ở sân sau, và thằng bé tuyên bố: "Ba là Barca, con là Liverpool, kiểu gì con cũng thắng ba cho mà xem." Và trong lần chơi bóng tiếp theo, nó biết rằng Barcelona vừa thua Valencia nên nó cũng nhanh chóng tuyên bố: "Ba là Barcelona, còn con là Valencia." Quả là rắc rối thật sự. Messi từng hài hước chia sẻ với TYC Sport. Năm 2019, Messi và Van Dijk là hai ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng. Nhưng điều đáng nói ở đây là không biết tình cờ hay cố ý mà đứa con siêu quậy của Messi lại ngồi kế bên cháu trai của Van Dijk. Thế rồi,
sau khi thấy cha mình đứng lên bục nhận thưởng, Matteo cũng gần như ngay lập tức cười lên sung sướng và không quên tặng cho cháu của Van Dijk một cái sờ vai nhẹ cộng với một ánh nhìn đắc thắng. Còn đối với mẹ của Matteo, vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, Antonella đã đăng tải trên Instagram của cô sinh nhật lần thứ 6 của Matteo, một lời chúc không dài nhưng vô cùng đáng yêu mà mẹ dành cho con. Và bên cạnh những lời chúc ngọt ngào là những câu nói hóm hỉnh. Vợ của Messi đã khẳng định chắc nịch rằng chính Matteo là người duy nhất làm cô phát điên vì những trò đùa của cậu. Bài đăng vô cùng chân thành và hóm hỉnh này nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm và cả những lời chúc mừng sinh nhật dành cho Matteo, trong đó có cả gia đình của những người đồng đội cũ như Busquets hay Sergio Roberto. Có vẻ như những đức tính ngược lại trong người của Messi đã được truyền hết cho cậu nhóc Matteo này. Một cậu nhóc khấu khỉnh, tự tin, đáng yêu và sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình trước ống kính truyền thông. Những đặc tính mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở Messi hay cậu cả Thiago. Cũng được thừa hưởng tài năng chơi bóng từ cha. Đương nhiên, khi là con trai của một huyền thoại bóng đá, người ta sẽ ngay lập tức soi vào khả năng kế thừa sự nghiệp của cha mình. Và Matteo cũng không ngoại lệ khi Leo là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Không chỉ dừng lại ở đó, người anh trai là Thiago cũng đang cho thấy những dấu hiệu phát triển khá nổi bật và nhiều người đã ngầm tiên đoán một cuộc đọ sức thú vị giữa Ronaldo Jr. như hai người cha của họ đang làm ở thời điểm này. Cơ mà không những Matteo còn được đánh giá cao hơn người anh ở khả năng chơi bóng, cậu con trai thứ hai của Messi còn được dự đoán sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn cả anh trai của mình. Các video clip về cậu nhóc 6 tuổi này chơi bóng không phải là hiếm và từ đó có thể nhận thấy rằng kỹ năng của Matteo không phải dạng vừa, dù cô bé chỉ mới tròn 6 tuổi cách đây không lâu. Trong một video mới đây nhất, Matteo đã cho thấy sự xuất sắc của mình bằng khả năng quan sát cũng như điều khiển bóng trong chân, những điều vô cùng khó với một cậu nhóc lên 5. Đoạn clip này đã thu hút hơn 25 triệu lượt xem và chắc chắn nó sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai nhờ những bình luận có cánh từ khắp nơi trên thế giới dành cho cậu nhóc khấu khỉnh. Hơn hết, có một chi tiết mà Matteo được cho rằng hoàn toàn có thể xuất sắc hơn người anh cả, đó chính là tính cách. Sự tự tin và tinh thần thích cạnh tranh chính là điều mà Thiago không hề có, dựa theo lời kể của Messi. Điều này vô tình làm giảm đi phần nào quá trình phát triển của cậu cả, vì ai cũng biết rằng phải cạnh tranh thì mới có thể đi lên, nhất là trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây vẫn còn là quá sớm và chúng ta cũng không nên đưa ra bất kỳ một kết luận nào. Biết đâu, khi sau này Matteo, Thiago lớn lên, chúng đi học, chúng lại tìm được niềm hứng khởi khác trong cuộc sống thì sao? Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu tất cả những chi tiết thú vị liên quan đến Matteo Messi Roccuzzo, cậu con trai thứ hai của Messi và là một vừa mua chính hiệu. Có lẽ, chính vì sự khác biệt trong tính cách này cũng đã khiến cho Matteo phần nào đó thu hút được truyền thông nhiều hơn so với anh trai Thiago, người được cho là có những đức tính rất giống với ông bố Leo. Khỏi phải nói, chắc hẳn là bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình có thể ngoan ngoãn như Thiago, nhưng không thể phủ nhận rằng cả nhà sẽ luôn ngập tràn tiếng cười khi có một cậu nhóc siêu quậy như Matteo. Không biết đứa em Úc Siro khi lớn lên sẽ như thế nào, và nếu nó mang tính cách như người anh Matteo thì rõ ràng ông bố Leo và mẹ Antonella sẽ mệt mỏi và khó xử lắm đây.